Rồi, hey, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MyTumi cùng bạn Tuấn và mình. Hôm nay thì MyTumi nhận được một cây đàn PA-BX của hãng Core. Thì PA-BX là một cây đàn rất là hay, giá tiền cũng rất là cao, một cây đàn rất là giá trị. Nhưng chúng ta hãy cùng xem cây đàn này sau một thời gian sử dụng thì nó có những lỗi gì. Và đây là một cái triệu chứng rất là phổ biến trên dòng PA-BX mà chúng ta sẽ gặp nếu mà người dùng chúng ta không có kinh nghiệm thì sẽ rất là khó khăn để sửa chữa và khắc phục những cái bệnh giống như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ khởi động đàn lên để xem cái triệu chứng của nó như thế nào. Rồi, chúng ta bật nguồn nha. Rồi, ok, đàn đang khởi động và chúng ta sẽ thấy ngay nè, những cái nút này sáng đỏ lên. Đây là một triệu chứng rất là phổ biến trên dòng PA-BX. Đó, những cái nút đèn này sáng đỏ đỏ. Triệu chứng này thì chúng ta đã từng thấy ở trên các dòng Yamaha đời S910 trở về trước. Tuy nhiên cái dòng Core này nó cũng bị y chang vậy luôn. Và dòng Core thì thường rất là khó sửa nha các bạn. Riêng cái phần mà mở một cái đàn Core ra để sửa chữa là đã tốn rất là nhiều thời gian. Và cái cách mở cũng rất là phức tạp, tại vì đàn Core sử dụng rất là nhiều loại ốc khác nhau. Và cái hướng mở của từng loại ốc nó cũng khác nhau luôn. Bởi vậy khi mà các bạn tự sửa hoặc là cố gắng sửa chữa thì thường là lắp lại sẽ không đúng cách, rất là khó khăn cho tụi mình sau khi mà nhận được những cái ca đàn giống như vậy. Thì nếu các bạn gặp những cái sự cố như vậy, các bạn cần tham khảo thật là kỹ cái cách mở một cái đàn Core. Thì những cái cách mở đàn Core thì chắc chắn là các trang nước ngoài người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi, cũng ở trên YouTube thôi, các bạn có thể tham khảo. Và các phần sửa bên trong này các bạn không nên quá cố gắng sửa mà không có những cái kiến thức điện tử cơ bản. Các bạn cố gắng tìm hiểu thật kỹ trước khi sửa chữa. À, bên đây mình sẽ thấy những cái nút đèn màu đỏ này nó lộn chức năng luôn nè. Nó sáng rất là kinh khủng. À, ngoài ra là chức năng của đàn cũng bị lộn luôn. Khi chúng ta bấm ở đây, thì các bạn nhìn ở bên màn hình để mình lấy nét. Để mình đổi hướng ha. Rồi, các bạn nhìn này, khi chúng ta bấm ở đây nhưng mà nó ra không đúng. Đó, khi bấm ở chức năng chọn điệu nhưng mà trong đàn lại nhảy ra chức năng của song bút. Đó, rất là khó chịu. Các bạn không thể sử dụng được nữa. Đây là một cây đàn của khách gửi về công ty mình và khách báo là bị nước vào nha các bạn. Nhưng mà thực tế những cây đàn không bị nước vào nó vẫn bị như vậy luôn, chứ không phải là chỉ có những cây đàn bị nước vào đâu nha các bạn. Đó, những cái đầu dòng đàn co, những cái dòng đàn co thì các bạn sẽ thấy sau một thời gian sử dụng những cái nút này rất là dễ hư hỏng. Cho nên khi sử dụng đàn co PA-BX và các dòng PA thì các bạn chú ý những cái nút này rất dễ hư hỏng. Cho nên mình sẽ nhẹ tay hơn bình thường nha các bạn, bấm hết sức nhẹ tay nha. Tại vì nút nó hư hỏng là nó sẽ làm cho cái nút nhấn ở bên dưới rất là mau hư. Đây là cái nút nhựa, nó có một cái khớp. Khi các bạn nhấn nhiều hoặc là nhấn quá mạnh thì cái khớp nó sẽ bị gãy ra và làm cho cái nút nhấn của mình rất là mất thẩm mỹ, nhìn rất là khó chịu. Đây nha các bạn, như cái nút exit này nè, nó cũng bị lỏng le rồi. Đó, rất là khó chịu. Cho nên mình khuyên các bạn là nếu mà mua dòng Core PA-BX thì các bạn phải cẩn thận, xài nó rất là kỹ nha. Không được xài ẩu, nếu mà xài ẩu thì cái nút này nó gãy hết là coi như cái đàn mất giá trị trầm trọng luôn. Bán lại là không được bao nhiêu tiền hết. Đây, đây là một nút bị hư nữa nè, gãy rất là nhiều. Thì đối với những cái dòng Core PA-BX thì các bạn xài cẩn thận hơn bình thường. Ngoài ra dòng Core PA nó còn nhiều những cái lỗi khác, nhưng mà lỗi phổ biến của nó là lỗi đỏ đèn nút này và lỗi gãy nút. Đó, ngoài ra thì lỗi loạn cảm ứng nữa, nhưng mà cảm ứng của cây này thì ok. Nói loạn chức năng là loạn do cái nút nhấn của chúng ta nó đang có vấn đề, mạch nút nhấn nó đang có vấn đề, cho nên những cái đèn này nó sáng rất là bất thường. Có những cái đèn nó sáng rất là tỏ, mặc dù không bấm tới nhưng mà nó sáng lên, thì đó là lỗi đó các bạn, sẽ gặp rất nhiều trên dòng PA nha các bạn. Rồi, nên mình sẽ tiến hành mở và sửa chữa nó ngay.
Chúng ta cùng quay trở lại với cái mạch nút nhấn của cây đàn Coffee ABS mà khách đã gửi về cho công ty mình. Khi mình nhận được cái ca này, như khách đã báo là bị nước vào trong đàn. Các bạn có thể thấy là nút nhấn của cây đàn này bị rất là nhiều bụi bám vào, bụi ăn rất là nhiều ở trên những cái fader volume của chúng ta này. Đó. Khi chúng ta đi show thì chúng ta phải cẩn thận che chắn đàn cho kỹ nha các bạn. Để bụi nhớ vào như thế này thì những cái fader này nó không có bền lâu được đâu, nó sẽ mau hư lắm. Rồi, và chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa cái mainboard này. Mình sẽ quay lại với các bạn trong giây lát. Rồi, chào mừng các bạn đã trở lại với MeToMe cùng cây PR3X đã bị loạn nút và bị đỏ các đèn nút chức năng. Thì rất là may mắn là cái đàn này bệnh khá là nhẹ, cho nên công ty mình chỉ sửa tầm khoảng 30 phút là xong rồi các bạn. PR3X thì cái công mở rất là nhiều, nhưng mà sửa thì cũng không khó lắm đâu các bạn. Cho nên bên mình sửa và test đàn. Hiện giờ thì Tuấn đã bắt đầu đóng đàn lại rồi, các bộ mạch đã được sửa chữa xong và bên mình đang tiến hành gắn ốc lại. Sau khi gắn ốc thì mình sẽ test cái đàn, các bạn cùng xem nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đóng nắp của đàn PR3X lại. Rồi. Đây là một cái đàn rất là khó, thao tác mở sửa chữa rất là khó nha các bạn. Rồi, đàn đã được khởi động. PR3X khởi động khá là lâu, cho nên những cái công đoạn mà mình test đàn chờ rất là lâu nha các bạn. Mỗi lần khởi động đàn là cả một quá trình chờ đợi, từ 1 phút đến 2 phút tùy theo đàn. Nếu các bạn cài càng nhiều sampler thì đàn khởi động càng chậm. PR3X thì cũng có khả năng nâng cấp được các bộ RAM. Nếu các bạn có nhu cầu nâng cấp PR3X lên bộ nhớ cao hơn thì có thể liên hệ với MeToMe để đặt mua các thanh RAM. Thì bên mình sẽ đặt hàng các thanh RAM để cung cấp lại cho các bạn. Rồi, đàn đã khởi động xong rồi các bạn. Toàn bộ nút chức năng của đàn đã không còn bị sáng hường hường giống như là lúc nãy nữa. Chỉ có một cái nút ở đây thì nó có sự cố, nhưng mà khách của mình là ảnh đồng ý bỏ qua, cho nên mình cũng bỏ qua luôn. Thì đây có thể không phải là lỗi do cái bệnh sáng mờ nút, mà là do cái đèn ở chỗ đó bị chết, hay là do cái mạch ở đó, nhưng mà nó không có liên quan nhiều tới chức năng của đàn, cho nên mình không sửa cái bệnh đó luôn. Rồi, màn hình đã hiển thị đầy đủ, tất cả nút chức năng đã sáng bình thường, không còn hiện tượng mờ nút. Mọi hiện tượng mờ đèn nút đã bị chấm dứt. Sau quá trình sửa chữa và test đàn nhiều lần thì bên mình mới có thể đóng đàn lại và test lần cuối giống như vậy được. Rồi, các nút nhựa bị gãy hư hỏng bên mình đã gia cố lại hết cho khách rồi, dán kỹ lại rồi. Đó, dòng PR3X như mình đã nói rất là dễ hư nút nhấn. Đây là nút exit lúc nãy đã bị rời rạc rồi, mình đã làm lại luôn cho khách luôn rồi. Bây giờ rất là chắc cứng. Ok rồi bạn, chúng mình sẽ tiến hành đóng đàn lại và bắt đầu gọi điện trao đổi với khách và trả đàn về cho khách. Rồi, hay chào mọi người, chúng ta đã trở lại với cây PR3X cùng cái lỗi loạn nút nhấn và mờ đèn nút. Thì hiện giờ kỹ thuật của mình đã bắt đầu ráp đàn trở lại. Đây là tư thế mở đàn quen thuộc của công ty mình. Con ốc cuối cùng đã được gắn vào. Như các bạn thấy là kỹ thuật của mình đã lắp ráp rất là chắc chắn. Kiểm tra cẩn thận các dây và nút nhấn, các bo mạch được gắn vào đúng vị trí. Bên mình khi sửa đàn rất là hạn chế mở những phần không cần thiết. Rồi, chúng ta bắt đầu cắm nguồn. Ok, khởi động. Thank you.
Rồi, sau khi chúng ta gắn đàn hết lại rồi, kiểm tra một lần nữa, một lần cuối cùng trước khi chúng ta gắn tất cả những con ốc cần thiết của đàn vào, thì bây giờ kỹ thuật của mình bắt đầu kiểm tra lại lần cuối. Nút nguồn đã được nhấn và đàn đang khởi động. Các bạn có thể thấy là trong quá trình khởi động, tất cả các đèn nút bây giờ không còn hiện tượng sáng mờ mờ nữa nha các bạn. Giống như ban đầu mình đã kiểm tra và thấy nó sáng mờ mờ rất là khó chịu, rất là mất thẩm mỹ cho cây đàn của mình. Và đó chính là những cái nguyên nhân gây ra bệnh loạn nút trên đàn, từ dòng Yamaha cho đến dòng Core đều chung một cái hiện tượng như vậy nha các bạn. Cho nên nếu các bạn bị sáng mờ mờ đèn nút thì các bạn có thể đi sửa ngay lập tức để chấm dứt cái tình trạng này. Gà 7 khởi động khá là lâu. Rồi ok, bây giờ bên mình sẽ test cẩn thận tất cả các nút lại. Nút nhấn đã được rất là ok rồi nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ test sơ cảm ứng. Cảm ứng đây là cảm ứng điện trở cho nên chúng ta phải dùng tay và tác động mạnh hơn so với dòng cảm ứng điện dung gần đây của con. Ok, rồi như vậy là cây PA3X của khách hàng đem tới sửa chữa tại công ty Metomy đã được hoàn tất. Nếu các bạn gặp hiện tượng tương tự trên PA3X, các bạn có thể liên hệ ngay cho Metomy ở số điện thoại trên màn hình và được hướng dẫn để chúng ta gửi đàn vào sửa chữa hoặc là mang tới công ty mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Metomy Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.